lạc bộ Nam Định đấu với Liman FC của Trung Quốc ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Cúp C2 châu Á. Dù phải chơi trên sân khách, đại diện của bóng đá Việt Nam vẫn chiếm ưu thế và giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Nam Định đưa toàn bộ 7 ngoại binh ra sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, đội hình lần đầu tiên đá cùng nhau trong một trận đấu chính thức, không có sự phối hợp gắn kết để tạo ra các pha tấn công ấn tượng. Trận đấu diễn ra chậm rãi, tẻ nhạt và không có nhiều cơ hội ghi bàn từ cả hai đội. Nam Định cầm bóng nhiều nhưng không tấn công liên tục, không tạo ra sức ép đáng kể. Trong khi đó, đội chủ nhà Liman FC cũng không có gì đặc sắc cả về lối chơi lẫn cá nhân. Trong thế trận kém hấp dẫn, Nam Định có 2 bàn thắng từ những pha tấn công không mấy phức tạp. Rafaelson mở tỷ số ở phút 27 bằng cú đá bôi rất mạnh sau khi thủ môn Liman FC đẩy cú sút của Lucas Silva. Cũng ở thời điểm này của hiệp thứ 2, đại diện V-League nhân đôi cách biệt. Lần này, hai cầu thủ tạo nên bàn mở tỷ số đổi vai cho nhau. Rafaelson tung cú dứt điểm bị thủ môn đối phương đẩy xa, Silva lập công trong pha đá bồi. Trong khi đó, thủ môn Trần Nguyên Mạnh hiếm khi phải đối mặt với cú sút nguy hiểm nào từ đối thủ. Chất lượng các pha tấn công của Liman FC không cao và không làm khó được hàng thủ đội khách. Câu lạc bộ Nam Định không nhận bàn thua nào trong trận đấu này và giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai mới đây đã bị xử thua trong vụ kiện liên quan đến ngoại binh Martin Zila. Chân sút người Ghana gia nhập đội chủ sân Pleiku vào tháng 10 năm 2023 và đá 3 trận 225 phút. Tuy nhiên, việc không thể hiện được gì nhiều cùng với chấn thương dài hạn buộc Hoàng Gia Lai phải nói lời chia tay với Zila. Hai bên thỏa thuận mức đền bù là 20.000 USD vào ngày 21 tháng 3, ngoại binh người Ghana nhận tiền và ký vào biên bản. Tuy nhiên, Zila không chấp nhận con số kể trên và đã gửi đơn kiện Hoàng Gia Lai lên FIFA. Ngày 28 tháng 6, FIFA gửi yêu cầu các bên liên quan cung cấp tài liệu chứng minh thông qua cổng thông tin pháp lý trên website của tổ chức này trước ngày 18 tháng 7 để phòng giải quyết tranh chấp xem xét. Ngày 30 tháng 8, FIFA tuyên bố Zila thắng kiện, buộc Hoàng Gia Lai đền cho cầu thủ này 29.000 USD kèm lãi suất do phản hồi FIFA chậm. Nếu không muốn nhận án phạt cấm chuyển nhượng, phía đội bóng của Bầu Đức sẽ phải thanh toán số tiền trên trong vòng 45 ngày kể từ khi phán quyết. Thông tin trên được xác nhận bởi trưởng đoàn bóng đá Hoàng Gia Lai Nguyễn Tấn Anh. Đại diện của đội bóng Phố Núi bày tỏ sự bất bình với án phạt của FIFA bởi cho biết câu lạc bộ đã làm đúng quy trình đền bù. Phía câu lạc bộ Hoàng Gia Lai cũng cấp hình ảnh chụp biên bản thanh lý hợp đồng có chữ ký của Martin Zila. Nhưng việc phản hồi quá trễ so với hạn chót là 18 tháng 7 khiến phòng giải quyết tranh chấp FIFA đã xử Zila thắng. Hiện đội bóng Phố Núi đang nỗ lực làm việc với FIFA nhằm chứng minh các bằng chứng liên quan vụ kiện này. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã làm thư gửi Liên đoàn bóng đá châu Á, chúng tôi có 45 ngày để kháng cáo. Vì này nói và cho biết thêm, đơn kháng cáo đã được FIFA chấp thuận xem xét. Lịch áp dụng VAR ở vòng 2 V-League 2024-2025, sân Hàng Đẫy sẽ có 2 trận đấu đáng chú ý. Đó là cuộc so tài của Công an Hà Nội với Thanh Hóa và Thể Công Viettel với Hà Nội FC. Cuối tuần này, V-League 2024-2025 sẽ tiếp tục sôi động với các trận đấu của vòng 2. Theo thông báo từ phía ban tổ chức, vòng 2 V-League 2024-2025 sẽ có 6 trên 7 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. Trận đấu duy nhất ở vòng đấu này không áp dụng công nghệ VAR là cuộc so tài của Đà Nẵng với Hà Tĩnh trên sân Hòa Xuân. Như vậy, đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp Hà Tĩnh thi đấu mà không có VAR ở V-League 2024-2025. Vòng đấu trước, Hà Tĩnh thắng Nam Định 1-0 trong trận cầu không có VAR. Nguyên nhân mà ban tổ chức vẫn chưa thể áp dụng VAR 100% các trận đấu vì ban tổ chức hiện chỉ có 4 xe VAR được vận hành, phân bổ ở các khu vực Bắc, Trung, Nam. Phía Bắc có 2 xe VAR, miền Trung và Tây Nguyên 1 xe và 1 xe đặt tại khu vực miền Nam. Ở vòng 2 V-League 2024-2025, mọi ánh mắt của người hâm mộ sẽ đổ dồn về Hàng Đẫy, nơi Công an Hà Nội so tài với Thanh Hóa và Thể Công Viettel đối đầu với Hà Nội FC. Công an Hà Nội bị Hải Phòng cầm hòa ở vòng đấu trước nên rất muốn có 3 điểm đầu tay. Trong khi đó, Thể Công Viettel cũng đi tìm chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay sau khi chỉ có 1 điểm trên sân Thống Nhất ở vòng 1. PVF CAND mới đây công bố chính thức đưa tiền vệ Martin Lo trở lại. Trước đó, cầu thủ Việt Kiều đã có thời gian tập luyện tại PVF CAND trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng với đội bóng giành vị trí Á quân tại giải hạng nhất quốc gia 2023-2024. Martin Lo sinh ra tại Australia. Năm 2019, Martin Lo về Việt Nam thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Phố Hiến, tên trước đây của PVF CND. Martin Lo cũng từng được gọi lên tuyển U23 Việt Nam vào năm 2020. Cầu thủ Việt Kiều từng được đánh giá là một trong những cái tên triển vọng. Kể từ mùa giải 2020, cầu thủ Việt Kiều gia nhập câu lạc bộ Hải Phòng.
Trong 5 mùa giải khoác áo đội bóng đất cảng, Martin Lò ra sân tổng cộng 72 trận ghi được 2 bàn thắng. Mùa giải trước được đánh giá là giai đoạn thành công nhất của Martin Lò khi được ra sân tổng cộng 27 trận, ghi được 2 bàn thắng tại đấu trường châu lục. Martin Lò được đánh giá là mẫu tiền vệ chơi sáng tạo với kỹ thuật cá nhân tốt. Dù vậy, điểm yếu của cầu thủ sinh năm 1997 là sự bền bỉ cũng như thua thiệt về thể hình. Công Phượng là cái tên khiến báo giới tốn khá nhiều giấy mực trong tuần qua. Nguyên nhân là Công Phượng bất ngờ chia tay Yokohama FC sau gần 2 năm gắn bó. Khi Công Phượng từ Hoàng Gia Lai chuyển sang khoác áo Yokohama FC, tiền đạo sinh năm 1995 được chuyên trang Transfermarkt định giá 275.000 euro, khoảng 7,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau quãng thời gian chơi cho đội bóng Nhật Bản, giá trị của Công Phượng đã giảm xuống 200.000 euro, khoảng hơn 5,4 tỷ đồng. Nguyên nhân khiến Công Phượng bị chuyên trang Transfermarkt định giá thấp xuống là trong thời gian qua, cựu cầu thủ Hoàng Gia Lai ít được ra sân thi đấu trong màu áo của Yokohama FC, nhưng đóng góp về chuyên môn của Công Phượng gần như là không có. Mặt khác, Công Phượng cũng 29 tuổi và hợp đồng của tiền đạo này với Yokohama FC trước khi hai bên chia tay sớm cũng không còn dài. Do vậy, khi chia tay đội bóng Nhật Bản, giá trị của Phượng chỉ còn là 200.000 euro. Với mức giá này, Công Phượng không nằm trong top những cầu thủ Việt Nam có giá trị chuyển nhượng cao nhất nữa. Hiện tại, Hoàng Đức và Tuấn Hải là hai cầu thủ nội đắt giá nhất Việt Nam với 400.000 euro. Kế tiếp đó là Hồ Tấn Tài, 375.000 euro, Nguyễn Quang Hải, 350.000 euro. Sau khi khép lại mùa giải 2023-2024, huấn luyện viên Daiki Iwamasa đã nói lời chia tay câu lạc bộ Hà Nội và trở về Nhật Bản. Trong thời gian ngắn dẫn dắt đội bóng thủ đô, huấn luyện viên Daiki đã tạo ra nhiều dấu ấn về lối chơi và phong cách làm việc chuyên nghiệp. Dù chỉ giúp câu lạc bộ Hà Nội giành huy chương đồng V-League và Á quân Cúp Quốc gia 2023-2024, huấn luyện viên Daiki vẫn được ban lãnh đạo đội bóng thủ đô đánh giá cao, đồng thời đưa ra lời đề nghị tiếp tục gắn bó thêm ít nhất một mùa giải. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Nhật Bản đã gửi lời cảm ơn, bày tỏ khát khao trở lại quê hương để chinh phục những thử thách mới. Sau khi chia tay câu lạc bộ Hà Nội, huấn luyện viên Daiki được đồn đoán sẽ dẫn dắt một đội bóng đang chơi ở J-League. Thực tế, với đẳng cấp, thương hiệu đã được khẳng định ở Nhật Bản, huấn luyện viên Daiki dư sức có một bến đỗ phù hợp ở giải đấu cao nhất của xứ sở mặt trời mọc. Tuy nhiên, huấn luyện viên Daiki lại gây bất ngờ khi không lựa chọn dẫn dắt một đội bóng chuyên nghiệp tại J-League. Thay vào đó, cựu thuyền trưởng câu lạc bộ Hà Nội dẫn dắt đội bóng trường đại học Tokyo Gakugai.